Xin chào mọi người nhé. Hôm nay thời tiết nó nắng nóng quá mọi người. Xem trên YouTube thấy mọi người chiên trứng được luôn, nên hôm nay quyết định thử đem trứng ra chiên trên ánh nắng mặt trời có được không nha mọi người. Nhiệt độ bỏ lọc của hiện giờ đang khoảng 35 độ mọi người, là một trong những cái nắng nóng nhất trong năm luôn đấy. Đấy mọi người nhìn cái quả trứng này, nó bắt đầu đổi màu này, dầu nó sôi lên luôn này. Công nhận nắng nóng ghê không mọi người. Đó, nó trứng nó đổi màu ra màu trắng đục rồi này, dầu nó cũng bắt đầu sôi luôn. Đây là bắt đầu Lộc sẽ thử nghiệm bằng một cái chảo nha mọi người. Đây là cái chảo đang được phơi nắng ở ngoài sân này, sau đó thì cho một ít dầu ăn vô. Đó, như chiên trứng luôn đấy mọi người. Đó, thời tiết nắng khá là nóng luôn. Xem trên mấy cái clip thấy mọi người chiên trứng nó được luôn mọi người, nên quyết định chiên này. Ở đây là một quả trứng cút nhé, chiên quả trứng cút cho nó dễ mọi người. Quả trứng gà nhiều khi nó nhiều quá nó không chín. Đó, chảo thì bắt đầu nóng rồi đó, nên giờ cho trứng cút luôn. Đó mọi người nhìn cái quả trứng cút nó đang nổi trên dầu ăn kìa. Để một khoảng thời gian xem cái quả trứng cút nó sẽ như thế nào nha mọi người. Đó, đấy thời tiết nắng khá là nóng luôn, trên 37 độ C. Nghe nói ở miền Trung, Quảng Trị hoặc Quảng Bình thì lên tới 44 độ C rồi mà mọi người. Nắng nóng kỷ lục luôn. Đấy, sau một khoảng thời gian để ngoài nắng thì cái lòng đỏ nó bắt đầu khô lại này mọi người. Nó chuyển màu rồi đó, nhưng cái lòng trắng thì nó vẫn vậy. Đó mọi người, cái lòng trắng nó bắt đầu chuyển màu rồi kìa. Đó, từ màu trong sang màu đục rồi. Đó mọi người nhìn có thấy cái màu nó bắt đầu thay đổi không? Đó, cái màu trắng của trứng, lòng trắng trứng nó bắt đầu chuyển qua màu trắng rồi mọi người. Dầu nó sôi luôn đấy mọi người. Đấy mọi người nhìn trứng nó chín luôn kìa. Quá là ghê gớm đúng không? Nói đùa với mọi người thôi chứ phơi ngoài nắng cái lòng trắng trứng nó cũng không chín đâu mọi người. Cái này Lộc đặt luôn trên bếp. Đó, vậy là nắng không chiên được trứng đâu mọi người. Cảm ơn mọi người nhé.